À vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Thì lâu lắm rồi thì mình mới làm lại được clip cho mọi người đây. Thời gian vừa qua thì mình cũng bận một số công việc. Nói chung là cũng không thuận tiện cho mình lắm trong cái việc làm clip á. Mình cũng đi tỉnh nhiều, ra bồ câu. Thì ngày hôm nay thì mình lại có mặt ở Đắk Lắk để có thể cập nhật những cái hình ảnh mới nhất về cái trại này. Trước đó, clip trước đó thì mọi người có thấy là cái trại này thì vẫn đang trong quá trình đổ đất. Thì ngày hôm nay thì cơ bản là mọi thứ nó cũng đã xong xuôi hết cả rồi. Và bên trong kia thì mọi người đang tiến hành ráp lồng các bạn nhé. Thì đây bây giờ mình bắt đầu đi đi vào trong để cho các bạn xem những cái ảnh mới nhất ở trại của mình này. Ở đây, đây những cái lồng đây chuẩn bị các anh ở đằng kia đang ghép lồng các bạn nhé. Thì cái lồng này thì mình như những clip trước mình nói thì một cái lồng của nó thì 150 ngàn. Thép của nó thì nói chung là cũng rất là đảm bảo và cái thời gian sử dụng của nó thì tầm khoảng trên 10 năm đến 20 năm các bạn nhé. Nói chung là có khi xài mà mình hay nói là xài không biết lúc nào nó mới hư đấy. Thì đây mọi người đang chuẩn bị máy móc này để có thể ghép những cái tấm thép này thành một cái lồng. Thì mình nó riêng từng tấm này các bạn nhé, chứ không phải là nguyên một cục đâu. Rồi khi nào mình vận chuyển lên tới đây bằng những cái bao như này này thì mình mới bắt đầu mình ghép vào. Thì máy móc thì mình cũng chuẩn bị cả rồi. Đây những tấm này đấy. Thì sẽ được ghép lại và được bấm bằng máy nhá. Nhìn chung là tất cả những cái khâu mà làm lồng này là bằng máy hết các bạn ạ. Đấy, mình bấm như này thì nó mới chắc được. Đấy. Thì trại bồ câu này của mình thì ở xã Ea Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thì mình cũng tính nuôi khoảng vài ngàn cặp ở trên cái trại này. Cái trại này mình xây cũng khá là kiên cố. Tại vì trước đó thì cũng có nhiều những cái đợt ngập lụt đó, nên mình phải xây một cái trại kiên cố như này. Chứ nếu mà làm lèng phèng thì mưa bão rồi nó cũng không đảm bảo. Mình cũng từng xem một số cái clip ở trên mạng thì thấy mọi người nuôi bồ câu mà nuôi không có chuồng trại gì cả, hoặc là che chắn tạm bỡ, thì mình nhìn vào thì mình cũng đánh giá không là không cao. Ở trại của mình thì làm hoàn toàn nó khác, tất cả mọi thứ đều phải chỉn chu và sạch sẽ, lồng chuồng trại nó phải đảm bảo cho cái điều kiện con bồ câu nó sinh sôi và phát triển làm sao nó tốt nhất. Tại vì nhiều khi mình không có chuồng trại, thứ nhất là bệnh này, rồi gió với điều kiện môi trường á, nó cản trở đến cái quá trình phát triển của bồ câu. Nên ở trại mình tất cả các khâu đều phải chuẩn bị một cách nó hoàn thiện nhất và hiện đại nhất. Đây, những cái máy này thì ở trại mình cũng mua luôn. Thép thì ở trại mình cũng mua về rồi hàn rồi ghép. Rồi khi nào mà có khách hàng mà đặt mua thì bên mình cũng chuyển những cái tấm thép như này này. Thì mình lên đến nơi thì mình mới ráp chuồng. Các bạn để ý nhé, sẽ có ba cái lớp lồng như thế này được sắp sắp chồng lên nhau. Và mỗi một lớp như thế thì sẽ có một cái tấm bạt ở dưới để rải cho phân chim nó không rơi xuống cái lồng ở bên dưới á. Thì các bạn cứ nhìn hình dung sơ này thôi, còn khi nào mà hoàn thiện thì mình sẽ có một cái clip về để các bạn theo dõi tiếp. Ở đây các bạn này, đây như mình vừa mới nói thì lồng thì sẽ được sắp chồng 3 lớp như thế này, 3 lớp bồ câu. Và ở trên mỗi cái lồng thì sẽ được gắn thép như này để đảm bảo nó có một cái khoảng cách để mình có thể mình để một cái lớp bạt ở dưới để mình hứng phân chim. Và cứ định kỳ thì tầm khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì mình sẽ dọn phân chim một lần. Rồi cái phân chim này thì mình sẽ đem bán, hoặc là nếu có trồng trọt thì mình có thể bón cho cây trồng luôn. Đấy các bạn có thấy này, lồng rất là quy củ. Thì ở trại bồ câu ở tỉnh Đắk Lắk, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk này thì mình sẽ nuôi loại bồ câu là Titan Thái siêu thịt các bạn nhé. Cái loại này thì trên thị trường bây giờ thì hầu như ở khu vực
phía Nam này và cung cấp cho cả nước thì chỉ có một trại Minh Dũng của mình là có cái loại giống này thôi. Tại vì không phải ai cũng có thể sang Thái Lan nhập giống bồ câu Thái này về được. Như giới thiệu ở những clip trước á, thì các bạn có thể biết được là cái giống Titan Thái nó chất lượng như thế nào. Tại vì mình cũng có làm một số những cái clip so sánh nhé, về chất lượng của bồ câu Pháp này, bồ câu Titan Thái này, hoặc là gà Mỹ này. Thì nhìn chung là cái giống ưa chuộng nhất hiện nay đó là cái loại Titan Thái siêu thịt. Thì cũng có khá nhiều bà con gọi điện đến cho mình và hỏi về cái loại giống này, thì mình cũng khuyến khích bà con nuôi thôi. Tại vì ở trại giống Minh Dũng mình là sẽ bao tiêu đầu ra cho bà con luôn. Nên nếu mà bà con nào mà có hứng thú mà muốn làm giàu với cái mô hình nuôi bồ câu này này, thì có thể alo đến cho cái trại Minh Dũng mình, thì nói chung là mình sẽ tư vấn kỹ thuật hoàn toàn miễn phí cả. Còn đầu ra thì ở trại của mình thì sẽ bao đầu ra luôn cho bà con. Tại vì mình cũng hiểu được tâm lý của bà con nuôi, đó là rất là sợ đầu ra. Nhưng nếu mà có đầu ra ổn định thì bà con thì sẽ có suy nghĩ thêm về cái việc mà phát triển kinh tế với nuôi bồ câu. Tại vì ở trên Tây Nguyên bây giờ thì năm nay thì giá cà phê nó nhìn chung thì nó cũng thấp và mất mùa nữa. Nên là cái việc mà chuyển sang nuôi bồ câu thì cũng là một cái phương án nó cũng khá tốt. Với ngoài ra thì trong năm nay thì cái dịch tả heo châu Phi nó cũng càn quét khá nhiều. Ở trên cái khu vực ở huyện Buôn Đôn mình thì cũng có nhiều người trắng tay đối với cái nuôi nuôi heo đấy. Đấy thì cũng có khá nhiều những cái mô hình thì mình cũng nghĩ là bà con nên tham khảo trên cái thị trường. Tại vì thị trường tiêu thụ bồ câu hiện nay á là hầu như là ở trại Minh Dũng, khi mà bồ câu ra ràng là không đủ cung ứng cho cả nước các bạn nhé. À, chính vì thế thì ở trại Minh Dũng mình cũng rất là khuyến khích bà con nuôi bồ câu. Với những tại vì ở trại mình cũng có đội ngũ nhân công cũng khá là chuyên nghiệp đấy, các bạn có thể thấy này. Khi mà đi lắp ráp chuồng cho khách hàng thì các bạn cũng có xem kênh YouTube của Minh Dũng Bồ Câu, kênh nông dân của làm giàu của mình đấy, thì các bạn xem hình ảnh thì cơ bản các bạn cũng đã đánh giá được một phần cái chất lượng của trại mình rồi. Tại vì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những cái trại nuôi bồ câu khác ở trên YouTube, hoặc là các bạn có thể search Google. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà các bạn nhìn vào hình ảnh của những cái trại nuôi á, thì các bạn sẽ có một cái nhìn cái tổng thể hoàn toàn khác về cái trại của mình. Cái trại của mình từ cái khâu chuồng trại này, thứ nhất là chuồng trại các bạn có thể thấy này, thứ hai là lồng lồng mình nuôi, và thứ ba là cái con chim giống của mình, nó cũng chất lượng hơn rất là nhiều. Và ở trại Minh Dũng mình tự hào, mình có thể mình luôn tự hào là trại Minh Dũng là một cái trại cung cấp giống bồ câu và giống bồ câu thịt thương phẩm chất lượng hàng đầu của cả nước, và cũng có rất là nhiều những cái đơn đặt hàng, nói chung là ở cả nước, từ ngoài miền Bắc, miền Trung cho đến miền Nam thì mình cũng đi giao hàng khá là nhiều rồi. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì mình cũng hơi bận công việc nên là nhiều khi là điện thoại của mình cũng không nghe được á. Thì nhiều người cũng hay gọi điện là trách móc. Thì mọi người cũng thông cảm với cái việc mà tại vì ở trại Minh Dũng là đi giao bồ câu thường xuyên luôn. Ở dưới khu vực miền Tây này, rồi miền Trung này, ở vùng Đông Nam Bộ này thì mình cũng giao rất là nhiều. Nên nhiều khi những cái đơn đặt hàng của mọi người ấy, thì mình cũng rời lại hoặc là hẹn một ngày nào đấy thì mình cũng sẽ chuyển cho các bạn. Và cái việc mà giáp lồng này các bạn này thì ở trại này trước mắt là nuôi tầm khoảng đang ráp tầm khoảng 200 cái lồng. Thì ráp lồng này thì 200 cái thì nó cũng xong ở xong trong một ngày thôi. Đấy, máy móc thì mình cũng vận chuyển lên đây cả. Bốn người làm trong vòng một ngày là xong thôi. Nhìn nó hơi khối lượng công việc nó cũng tương đối nhiều, nhưng mà ở trại mình thì các anh em làm cũng khá là quen rồi nên là làm trong ngày thì nó cũng đã xong. Ở những cái lồng của mình thép rất là dày. Ở trại Minh Dũng mình ở Bình Dương ấy thì
Cái thép này mình dùng gần 20 năm rồi vẫn chưa hư. Gần 20 năm vẫn chưa hư. Và ở trại Minh Dũng mình luôn khuyến khích nông dân nuôi, và hầu như là trong tất cả các hộ nông dân mà mình giao hàng và khuyến khích nuôi thì chưa có một hộ nông dân nào thất bại cả. Đấy, các bạn hiểu được là cái việc nuôi bồ câu nó mang lại hiệu quả kinh tế như thế nào. Clip hôm nay thì mình cũng xin dừng ở đây các bạn nhé. Các clip tiếp theo thì mình cũng sẽ tiếp tục cập nhật cái hình ảnh ở cái trại của mình, cũng như là ghép cặp nuôi bồ câu ở trong những cái lồng trống như này. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.